Thưa quý vị, trong khi đó, Ba Lan giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 70. Carolina Bioleska đến từ Ba Lan được vinh danh là Hoa hậu Thế giới trong phiên bản thứ 70 của cuộc thi tổ chức tại San Juan, Puerto Rico. Sự kiện ban đầu được lê kế hoạch tổ chức vào tháng 12 năm 2021, nhưng phải trì hoãn sau khi được bùng phát dịch bệnh coronavirus với các thí sinh và thành viên các đội có kết quả xét nghiệm dương tính. Trước khi người chiến thắng được công bố, 40 thí sinh lọt vào bán kết Hoa hậu Thế giới đã bước lên sân khấu tại Coca-Cola Music Hall với phần trình diễn âm nhạc của Puerto Rico Philharmonic Orchestra do giám đốc âm nhạc Hoa hậu Thế giới Andrew Velas chỉ huy. Trong cảm giác vô cùng xúc động, Hoa hậu Ba Lan là Karolina Bielawska đã nhận vương miện từ Hoa hậu tiền nhiệm Toni Ansing, Hoa hậu người Jamaica. Người đẹp Hoa Kỳ là Shuri Sani đã đoạt danh hiệu Á hậu 1. Còn Hoa hậu bờ biển Nga là Olivia Chase đạt danh hiệu Á hậu 2. Cuộc thi Miss World lần thứ 70 được tổ chức tại San Juan, Puerto Rico. Năm nay, 40 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham gia Miss World để cạnh tranh cho chức vương miệng đáng mơ ước này. Hoa hậu thế giới là một trong những cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế uy tín và lớn nhất hành tinh, cùng với Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ, Miss International Hoa hậu quốc tế, Miss Earth là Hoa hậu trái đất. Đây là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn nhất hiện nay.